cho anh em một số bụng phở gà nha. Bụng phở gà là có 120, có 110, có bụng phở gà mà la để vui ra từ từ nha. Đây dài rất là nhiều luôn á. Đây là 120. Made in Malay. Đây, cái mũ này cũng như thường lệ, mình khỏi giới thiệu nhiều nữa. Đó, chữ S lớn. Chữ nổi. Đưa ra nắng thì nó sẽ già cái màu mới gà. Rất là đẹp. Chất liệu bằng mũ mỡ gà nghe nè. Điều này anh em khỏi sợ. Nó là cái mũ bằng mỡ gà luôn. Đây, từng cái sấy mũ bằng mỡ gà. Dẻo dẻo nha anh em. Đây là 120 nha. Bây giờ mình sẽ khui mấy thùng 110 ra luôn nha. 120 bỏ qua bên. Chưa 21D00 đã là 110. Đây. Tại giờ 120, 110 gì cũng đều có hàng đầy đủ đây nè. Cặp nó là như vậy. Đêm nhà nắng mũ mỡ gà luôn. 110 thì nhìn phần tướng nó gọn hơn nhiều nha. Đây mặt mẹ nhỏ, chất liệu mũ này vẫn là bằng mỡ gà, không vuông tóc gì hết. 120, 110 như nhau nha. Chất liệu cũng dài rất là nhiều luôn nha anh em. Anh em thoải mái chơi luôn. Đây cặp bẩn, bẩn ghim. Đây bên đây còn số nè, 1998, 1999. Mình thu ra luôn. Giờ quấn rất là kỹ càng. Là zin tông xe rớt xuống chứ không phải là hàng tồn gì nha anh em. Zin tông xe luôn.
nguyên chiếc xe bên Mã Lai rớt kìa. Đây cái bẩn. Cái nấm bên đây gãy rồi mà còn ở trong quần áo. Chữ nè. Đây tem còn nè. 8.9 dùm cho anh em. Đây, ở đây cũng còn tem nữa nè. Tem này đúng bên Malaysia nha nè. Đây, theo thời gian nó sẽ dính khắc con cái tem. Và vẫn mở gà ghim nè, nem da nắng nè. Mà hộp gà. Cái này qua 5 tháng thì nó cũng có mấy cái lần răng nó hơi chạy chữ nhẹ. Đây nữa nè. Rất là đẹp luôn. Đây. Mình sẽ lấy cái bẩn 102 ngày mở gà mới mình so sánh cho anh em xem ha. Cái đó khác như thế nào. Mới gà mới giờ nó bóng hơn nè. À, hai cái màu nè. Cái green cái mới thì nó sậm hơn. Và da nắng nó sẽ không đẹp bằng. Nhìn xuống là nó màu khác nha, đưa lên nắng màu khác. Đó là đặc trưng của bẩn green. Đây. Về sau green. Áo. Áo ghim là bên trong màu mỡ gà nha. Mặt nạ ghim là có logo dính kèm theo luôn. Chưa một lần gỡ ra. Ở trong là mỡ gà. Lắp đầu sau. Đây cái đĩa ghim. Chữ mỏng dánh này nha. Chưa có gãy bát nhiều nè, còn đủ bát nha. À, cái bát bẩn trước gãy thì người ta sẽ bỏ vô cho mình cái nấm á. Đây cái nấm bẩn trước. Cái nấm của cái bẩn bị gãy. Trong giao quá trình vận chuyển nó sẽ bị gãy. Mày không sao hàng vô. Đặc biệt bên Malaysia nè. Cái này biển số Malaysia nè, nó dán lên như vậy trước nè. Bây giờ mình mua chiếc xe nó rớt từ bản về. Có biển số luôn. Đây, tem sẽ dán lên đầu vậy. Đầu của cái về nè, tem này lâu quá mình dỡ không được nha. Mục hết rồi. Bên này giống như biển số. Đúng hàng rớt tên xe từ Malaysia xuống nha nè. Bụng ở trong nè, mở gà nè. Ở bên Malaysia những cái xe này người ta sử dụng ngoài nắng mưa. Đây. Có một số cái chỗ nó sẽ bị tróc. Cái đồ này là tên chiếc xe mà dựng ở bển á. Người ta sẽ mua được nguyên chiếc người ta sẽ gã ra hết nha nè. Đó, gãy ra hết sẽ nhập về Việt Nam. Đó là nguyên chiếc luôn. Nè, một cái chân ba nữa nè. Trống nè. Còn rất là nhiều đồ. Nè. Lửa nhập về nữa nè. Nè, ghim tông xe nè, Made in Japan nha. Denso da băng à, đẹp vô cùng.
nè, viên combo heo dầu nha nè, heo dầu gin nè, vẫn là trong chiếc xe này luôn nha. Đây từ trên xuống dưới nè, con nhẹ nè, quá nhẹ luôn này, laptop nè. Và dây dầu gin, tên dây dầu nó sẽ có ký hiệu luôn, có 5 tháng rồi đóng đáp ở tên dây dầu luôn nha. Đó, đây là nguyên bộ đó. Dỡ xe bển về. Dây sườn zin nè. Dây sườn zin. Dây sườn zin có chữ AD đây nha anh em. AD nè. AD. AD nè. Đó. Đây sạc zin. Chưa vệ sinh chưa gì nha, mới về luôn. Tát rất là đẹp luôn. 25 mâm lửa. Da băng. Đen sò da băng. Đen sò da băng này là zin trong xe. Giờ giống như đồ rất là khan hiếm rồi, mà mình mua được món nào là mình hốt hết nha nè. Anh em là cần cái nào thì cứ alo liên hệ mình. Đây là một số đây là một cái dùng để trang trí bên ngoài. Trang trí bên ngoài thì có tem logo. Đây tem này đúng ở bên Malaysia về nè nè. Còn cái chữ luôn nè. Đây. Nè. Này cũ hơn xíu. Đó. Có cái thì nó cũng không có để, nhưng mà đa số thì nó có chữ nó nhiều hơn. Rất là nhiều tem nha. Đây nè, 99 có luôn nè. À, tem kia anh em nhìn thấy không? Chữ chính tiếng nè. Nghiêng qua nghiêng lại nè. Nó sẽ chiếu lên luôn. Khác với tem ba lớp của mình nha. Đỏ tươi có nè. Nè, đỏ đậm nè. Màu xanh nè. Tem này giờ cũng rất là hiếm luôn nha. Nè, chữ nè. Nè. Đủ màu cho anh em lựa chọn luôn. Cống tem luôn. Nhiều lắm luôn anh em ơi. Bắt lại luôn. Đây là logo. Đây. Heo Malai. Màu này hơi bị hiếm rồi nha. Chữ vàng. Chữ đỏ. Đây, tập công tắc được rớt lên xe xuống luôn. Này rớt lên xe đề cao thì cái chữ nó không có đợt nổi nha, mà vẫn là cầm ghim nha. Đây. Vẫn còn hoạt động rất là tốt. Hàng này lâu quá còn sót ở bên Malaysia nè. Đúng chân ba zin. Có số đóng đáp trong đây luôn nè. Có chén cổ đóng sẵn trọng. Chưa xài một lần. Hàng này còn sót lại lâu năm chưa xài nha nè. Còn đồ tên chiếc xe này gãi ra còn rất là nhiều. Anh em nào có cần món nào cứ alo liên hệ mình nha. Đế đèn rồi cũng có rất là nhiều luôn. Đây xe bây giờ hiện tại đây rất là khan hiếm. Mà kiếm được dàn áo chưa, gãy bát gì à. Rất ok nha, anh em nào có xài cái màu này cứ alo liên hệ mình nha. Tem mặt nạ nè. Đúng gì luôn. Chữ này phải lớn nha. Đó. Kinh theo xe. Ở trong nè, mở gà nè. Đó.
chiếc xe này. Dọn chuyển hay xa nên cũng quấn lại được kỹ rồi nè. Cái gam nó còn cỡ này nè. Đó. Đây. Để lâu ngày nắng ngày mưa thì nó cũng sẽ cũng có số bung tróc thôi. Mà ít thôi. Rõ lon zin, mấy món hàng zin nè, tiêu zin. Vô tới thời điểm này hiện tại cũng đang bị khan hiếm rồi nghe nè. Cái cổ này chưa có hiện tượng gì xảy ra nghe nè. Đây cái phần này hơi bị nhăm xíu rồi, lên tới cổ. Nhưng qua 5 tháng thì nó dựng nó bển thì phải mục thôi nha. Vàng áo rồi nó còn tróc sơn rồi nó chi tới cái buồn này. Hay nhâm nha, nhâm. Phần cổ hay nhâm, còn từ cái phần cổ bọc nữa nè. Chạy dài với sao là quá đẹp luôn. Quá đẹp. Sau những thời gian nào nó còn bung sơn vậy nè, chứ không có tầy trụa, nó chỉ bung ra thôi. Mà lớp mũ vẫn còn tốt. Treo nè. Xe này ở bên Malaysia hiện tại cũng còn một số chiếc nghe anh em, mà ta dựng không á, mà người nào mua được thì sẽ gã hết nguyên xác và đem đồ về Việt Nam. Và anh em nào có cần mấy cái đồ này cứ alo liên hệ mình nhé.